Vậy bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu một cái đề bài về tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các em nhé. Được không ạ? Chúng mình sẽ có một cái đề bài như sau. Đề bài của chúng mình đó là phân tích 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Phân tích 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Các em muốn phân tích khổ nào nữa? Các bạn muốn phân tích khổ nào nữa? Các em còn muốn phân tích khổ nào nữa nào? Bây giờ cho sâu hơn một chút nữa nào. Muốn phân tích khổ nào nữa? À các bạn ơi, có một cái thông tin vui cho chúng mình. Đó là sắp tới thì chị Hiên sẽ đầu tư và chăm ra audio hơn đấy. Và cái list audio đầu tiên mà chị Hiên ra mắt đó chính là một cái tệp audio về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu đấy. Thế nên nếu như mà bạn nào ấy mà đang cảm thấy là học Việt Bắc của Tố Hữu khó quá thì các em có thể tham khảo audio của chị ở trên kênh YouTube Học Văn Chị Hiên của chị nhá. Được không nào? Xin hứa với các bạn là từ giờ chị sẽ chăm ra audio hơn. Được không? Nhá. Xin hứa với các bạn là từ giờ chị sẽ chăm ra audio hơn. Ok chưa? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái đề bài tiếp theo nhá. À bảo cái đề bài đấy nhưng mà các bạn không chịu. Thôi được rồi, nếu mà các bạn không chịu thì chúng ta sẽ làm cái đề bài này như sau ạ. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của 2 khổ thơ sau. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Rồi chính xác, đó chính là khổ thơ thứ 8 và khổ thơ thứ 9 của chúng mình trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các bạn nhé. Khổ thơ, bài phân tích của chúng mình như sau. Các em ơi, các bạn có thể tham khảo cuốn này nhé. 40 bài văn mẫu trọng tâm. Ok không ạ? Như thế này. Trong bài thơ Và Anh Tồn Tại, Lưu Quang Vũ đã viết: khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng, người ấy thường thức đợi. Khi anh khổ, chỉ riêng người ấy tới. Những vần thơ chan chứa tình yêu, lòng biết ơn khiến bao con tim độc giả tan chảy ấy gợi ta nhớ đến một nữ sĩ tài hoa, một nốt nhạc tươi xanh của thế hệ các nhà văn nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nữ sĩ Xuân Quỳnh. Tên tuổi của bà gắn liền với những thi phẩm tuyệt tác đi cùng năm tháng như Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Tự Hát, vân vân. Lời thơ của Xuân Quỳnh nảy sinh chính từ cuộc sống đời thường. Và thơ của chị luôn phảng phất những nỗi niềm của người phụ nữ trước những hạnh phúc đời thường ấy. Sóng là một bài thơ như thế. Bài thơ chinh phục người đọc bởi những xúc cảm suy tư đầy nữ tính của người con gái khi yêu. Tìm hiểu tác phẩm, ta không khỏi ấn tượng trước những nỗi niềm âu lo trăn trở về một tình yêu vững bền cùng năm tháng và khát vọng được hóa thân, được dâng hiến để vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình trong 2 khổ thơ cuối. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia sâu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Xong phần mở bài các em nhé. Vậy là ở phần mở bài này phân tích với các bạn một chút xíu là chị đã lựa chọn một cái đoạn thơ của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để đưa vào trong những cái phần thơ này, từ đó dẫn dắt về nữ sĩ Xuân Quỳnh, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái luận điểm số 1, đó là luận điểm nói về Xuân Quỳnh như sau ạ. Thường thì các bạn sẽ viết về một nữ sĩ hay viết về một nhà thơ nào đấy bằng cái cách là tôi sẽ đưa vào trong đó là những cái thông tin về cuộc đời, về sự nghiệp văn học. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị Hiên lại lựa chọn một cái cách khá là mới mẻ để chúng mình viết về Xuân Quỳnh. Vậy thì cách đó là như thế nào? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Nếu như được thì các bạn cũng hoàn toàn có thể ứng dụng cái cách đó vào việc viết cái luận điểm số 1 trong phần thân bài của dạng đề phân tích các em nhé. Rồi, chúng mình có như thế này ạ, luận điểm số 1 như sau. Nhắc đến Xuân Quỳnh là nhắc đến một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại, một con người sinh ra để yêu và làm thơ.
ơi trời xanh xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn cầm bút làm thơ. Ngòi bút của nữ thi sĩ thăng hoa ở hai mảng đề tài chính là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Những thi phẩm của chị lôi cuốn hấp dẫn người đọc bởi một hồn thơ nhẹ nhàng, đôn hậu, gần gũi, giàu cảm xúc. Sóng là một trong số những tác phẩm thành công nhất, tiêu biểu nhất cho hồn thơ của Xuân Quỳnh. Trong một chuyến công tác ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình vào năm 1967, sóng biển vô hồi khuấy động tâm hồn người nghệ sĩ, Xuân Quỳnh đặt bút viết thành công bài thơ Sóng. Hình tượng sóng tượng trưng cho nỗi lòng của em mang khát vọng xô đến bờ anh, là tượng trưng cho nỗi lòng của người con gái trong tình yêu, mà nói như giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuyền, thì đó là cuộc hành trình, khởi đầu là sự từ bỏ cái chật chội nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn. Các bạn ơi, các bạn thấy không ạ? Tức là ở trong cái luận điểm số 1 này ấy, thì chị đã lựa chọn cái hình thức là chị đưa luôn một cái đoạn thơ của Xuân Quỳnh vào đây để thể hiện cho những cái nét cá tính rất riêng của người nghệ sĩ này. Và sau đó chị còn đưa thêm một cái nhận định nữa của giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuyền cho cái phần kết, để làm cho cái phần viết của mình trở nên chắc chắn hơn. Được không ạ? Thế thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng theo chị Hiên là chúng mình không viết theo một cái lối nó cơ bản nữa, mà bây giờ chúng mình nâng cao hơn một chút xíu. Được không ạ? Nhá. Thì chúng mình sẽ nâng cao hơn một chút xíu bằng việc là chúng mình sẽ đưa luôn những cái phần kiến thức mà chúng ta biết về tác giả vào trong cái phần này. Ok không? Rồi, xong cái luận điểm số 1 viết về phần tác giả tác phẩm, bây giờ chúng mình sẽ cùng phân tích đoạn thơ này xem sao các em nhá. Như thế này. Tiếp nối những cảm xúc suy tư tính cách của người con gái khi yêu ở 7 khổ thơ trên là những vần thơ chất chứa niềm âu lo trăn trở của thi sĩ về một tình yêu vĩnh hằng. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Ở trong khổ thơ này, cấu trúc tuy vẫn, dẫu vẫn tạo nên sự đối lập rõ nét ở cả trục không gian và trục thời gian của lời thơ. Cuộc đời này tuy dài, nhưng rồi năm tháng cũng sẽ trôi qua. Biển kia tưởng chừng là vô hạn, nhưng mây vẫn sẽ bay về nơi tận cùng mà thôi. Bốn câu thơ cho thấy nhận thức về sự hữu hạn của thời gian đời người. Dòng thời gian của đời người chỉ có chừng ấy, khoảng 60-70 năm cuộc đời. Với nhiều người, con số ấy thật lớn. Nhưng nếu đặt kiếp người này so với thời gian vô chung vô thủy của vũ trụ rộng lớn, thì thực chỉ là một khoảnh khắc, một khoảng thời gian hữu hạn ngắn ngủi. Không phải chỉ mỗi Xuân Quỳnh ý thức được sự hữu hạn đáng buồn đó của đời người. Ta đã từng bắt gặp những câu thơ như thế trong thi phẩm Vội Vàng của ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Xuân Quỳnh lo ngại, không biết bao nhiêu thời gian đó của kiếp người ngắn ngủi có đủ để yêu thương hay không. Không phải tự dưng mà Xuân Quỳnh lại được gọi là người đàn bà, người phụ nữ của muôn thuở. Bởi vì trong lòng của người phụ nữ này luôn chất chứa những âu lo trăn trở hết sức đàn bà. Lời thơ giống như lời thủ thỉ của người con gái nói với người con trai. Năm tháng rồi sẽ đi qua, chúng ta rồi cũng sẽ già, và tình yêu của chúng ta liệu có phôi phai bởi dòng chảy của thời gian hay không? Một nỗi âu lo thường trực của người phụ nữ về tình yêu, hạnh phúc của đời mình đã nâng tầm và tỏa rạng tình yêu lớn lao cao cả mà cũng rất đỗi gần gũi của nữ sĩ Xuân Quỳnh dành cho anh. Đây không phải lần đầu tiên Xuân Quỳnh trăn trở. Nữ thi sĩ ấy cũng đã từng trăn trở trong rất nhiều những bức thư gửi cho người tình của mình. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Đời người như khoảnh khắc hữu hạn, ngắn ngủi và mong manh như áng mây bay về xa, mà có lẽ không biết bay cao bay xa về đâu. Thử hỏi tình yêu gắn với cuộc đời mong manh ngắn ngủi ấy còn nhỏ bé hữu hạn đến nhường nào. Thường thì khi âu lo, con người ta luôn nghĩ đến những điều tiêu cực hay thậm chí là có đôi chút dại dột. Thế nhưng đối với Xuân Quỳnh, nữ sĩ lại hướng tới những điều tốt đẹp bằng cách hóa thân để có thể vĩnh viễn hóa tình yêu của chính mình. Sau những câu thơ chất chứa nỗi âu lo trăn trở của tác giả về sự mong manh của tình yêu,
lại là những vần thơ tươi sáng mang khát vọng được hy sinh để vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Câu thơ đầu tiên với từ làm sao mang sắc thái cầu khiến để diễn tả nỗi khao khát bất tử hóa tình yêu của tác giả. Nếu như Xuân Diệu muốn chống lại dòng chảy của thời gian vô chung vô thủy bằng sự chiếm lĩnh, ôm, giết, thâu, say, cắn những tinh hoa, những gì đẹp nhất ở trần đời trong những vần thơ. Ta muốn ôm cả sự sống bắt đầu mơn mởn, ta muốn giết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều. Thì Xuân Quỳnh đã tìm ra một phương cách đầy nữ tính, đó là hy sinh, là dâng hiến tình yêu mãi mãi trường tồn. Xuân Quỳnh ước mình có thể trở thành trăm con sóng nhỏ, đó là khát vọng được hóa thân thành trăm nghìn con sóng nhỏ để tan ra, để ngày đêm và ngàn năm sau vẫn còn vỗ, tiếp tục hát khúc tình ca của biển, của đại dương. Trăm ngàn con sóng nhỏ ấy chính là biểu trưng cho tình yêu cá nhân nồng cháy tha thiết cồn cào, muốn hòa mình vào biển lớn của tình yêu để bất tử hóa thứ tình yêu của chính mình. Hàng ngàn, hàng vạn năm nay, biển vẫn còn tồn tại, vẫn vô tận như thế, và sóng vẫn cứ mạnh mẽ, lặng lẽ, dịu êm ồn ào xô vào bờ. Con sóng gắn với đời, còn biển là còn những con sóng. Xuân Quỳnh muốn hóa thân thành những con sóng nhỏ cũng bởi lẽ đó, để hòa mình vào cuộc đời, để sống mãi với tình yêu. Đặt vào thời điểm ra đời của bài thơ, đây cũng chính là mong muốn mang tình yêu cá nhân của mình hòa nhập vào tình yêu tổ quốc của nữ thi sĩ. Khao khát cháy bỏng, cao cả của tình yêu được nhà thơ bày tỏ một cách chân thành, táo bạo mà cũng rất chân thật, vị tha. Ngay trong cái hữu hạn mỏng manh của đời người, tình yêu đã được vĩnh cửu hóa, tình yêu được nâng tầm thành sự hy sinh dâng hiến và hóa thân, hòa mình hết sức cao cả. Cảm xúc ấy cũng đồng điệu với những vần thơ trong bài thơ Thơ Tình Cuối Mùa Thu của Xuân Quỳnh. Tình ta như hàng cây, đã qua mùa gió bão. Tình ta như dòng sông, đã yên mùa thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Trang sách đã gặp lại mà lời thơ, ý thơ chân thành tha thiết của Xuân Quỳnh vẫn còn vang vọng mãi. Nó để lại những dư âm rất đỗi đẹp đẽ thân thương về nỗi âu lo hết sức đàn bà, về khát vọng hy sinh cao thượng của người con gái một khi đã yêu. Đó là sự thống nhất giữa dịu dàng, đằm thắm, thủy chung, giữa cái truyền thống và những rạo rực khao khát mãnh liệt trong tình yêu hiện đại. Thể thơ ngũ ngôn với tiết tấu nhanh, giàu tính tự sự và tính biểu cảm, kết hợp với việc sử dụng nhuần nhụy và việc vận dụng một cách tinh tế khéo léo các biện pháp tu từ, thể hiện tài năng và khao khát tình yêu thôi thúc trong lòng tác giả. Tình yêu của Xuân Quỳnh cũng như những con sóng ngoài khơi kia, ngàn năm còn vỗ mãi vào bờ, vượt lên sự hữu hạn của kiếp người. Và sau đó, bạn ấy đã lựa chọn một cách kết bài như thế này các bạn ạ. Thi phẩm sóng nói chung và đặc biệt là hai khổ thơ cuối là những tình cảm chân thành, nhân hậu cao cả. Những trăn trở của một tình yêu vĩnh hằng và khát khao tình yêu cháy bỏng của Xuân Quỳnh dành cho nửa kia của đời mình. Những vần thơ ấy, những đợt sóng ấy luôn mãi trường tồn như chính thứ tình cảm tuy rất gần gũi thân thương mà lại rất lớn lao rộng mở của em dành cho anh. Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Thời gian có thể xóa nhòa đi biết bao nhiêu điều tươi đẹp trên thế giới này. Trái tim sinh học của Xuân Quỳnh đã ngừng đập, nhưng những bồi hồi thổn thức trăn trở trong tình yêu với những vần thơ nữ tính của bà còn sống mãi trong lòng người yêu văn chương. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Đó là những cái câu thơ trong bài thơ Tự Hát của Xuân Quỳnh, đúng không ạ? Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Các bạn ơi, không biết là các bạn ở đây thì các em thi đợt vừa rồi thì các bạn thi vào tác phẩm gì? Các bạn đã thi xong chưa? Chắc vì không có tình yêu nên học sóng mãi không vào luôn. Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa. Rồi các bạn ơi, nào quay trở lại cùng với chị nào. Vừa rồi thì chị đã gửi tặng các bạn một trong số những bài văn tham khảo. Đây là bài của một bạn học sinh ở trong lớp học online của chị Hiên.
Kem đừng quên là tháng 12 này chị cũng có một cái lớp học online, một cái lớp VIP tiếp theo để chị theo các bạn từ tháng 12 đến khi các bạn thi. Và một cái lớp cốt, đây là cái lớp để chúng mình sẽ cùng nhau nâng tầm cái khả năng viết của chúng mình về nghị luận văn học. Thế nên nếu như các em đang quan tâm và cảm thấy là ôi, mình đang quá lo lắng về cái việc học văn của mình rồi, bởi vì là những cái số điểm mà chúng mình đạt được đã là một cái tiếng nói cảnh tỉnh cho chúng ta, một cái hồi chuông báo động cho chúng ta rồi, thì các bạn hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được các anh chị tư vấn, và chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau các bạn nhá. Được không? Nhá. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau ở trong một cái khóa học nào đó cùng với chị Hiên. Ok không ạ? Còn ngày hôm nay thì thời lượng phát trực tiếp của chúng mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Và cảm ơn các em vì đã đồng hành cùng với chị ở trong suốt cái buổi livestream ngày hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các em.